Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất được yêu thích tại Nhật Bản. Đó là sản phẩm khử mùi hôi nách của Rip. Đây là hàng chính hãng của Nhật Bản. Đây là hàng mà rất được các công dân ở Nhật Bản ưa chuộng. Đây là mã của Made in Japan. Các bạn có thể truy cập vào trang web ở đây để biết thêm thông tin chi tiết. Đây là mã vạch của sản phẩm. Đây là sản phẩm trong suốt, dán trực tiếp vào nách, có sức hút rất là mạnh. Đây là sản phẩm mà được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, thấm hút rất là mạnh. Bây giờ mình xin mời các bạn xem. Miếng dán này có độ mỏng là 0,03 mm. Nên là các bạn có thể thoải mái dán trực tiếp vào nách mà không sợ bị khó chịu. Nó sẽ thấm hút mồ hôi rất là nhanh. Đây. Trong mỗi một hộp này gồm có 10 miếng. Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất được yêu thích tại Nhật Bản. Đó là sản phẩm khử mùi hôi nách của Rip. Đây là hàng chính hãng của Nhật Bản. Đây là hàng mà rất được các công dân ở Nhật Bản ưa chuộng. Đây là mã của Made in Japan. Các bạn có thể truy cập vào trang web ở đây để biết thêm thông tin chi tiết. Đây là mã vạch của sản phẩm. Đây là sản phẩm trong suốt. Dán trực tiếp vào nách, có sức hút rất là mạnh. Đây là sản phẩm mà được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, thấm hút rất là mạnh. Bây giờ mình xin mời các bạn xem. Miếng dán này có độ mỏng là 0,03 mm. Nên là các bạn có thể thoải mái dán trực tiếp vào nách mà không sợ bị khó chịu. Nó sẽ thấm hút mồ hôi rất là nhanh. Đây. Trong mỗi một hộp này gồm có 10 miếng. Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất được yêu thích tại Nhật Bản. Đó là sản phẩm khử mùi hôi nách của Rip. Đây là hàng chính hãng của Nhật Bản. Đây là hàng mà rất được các công dân ở Nhật Bản ưa chuộng. Đây là mã của Made in Japan. Các bạn có thể truy cập vào trang web ở đây để biết thêm thông tin chi tiết. Đây là mã vạch của sản phẩm. Đây là sản phẩm trong suốt, dán trực tiếp vào nách, có sức hút rất là mạnh. Đây là sản phẩm mà được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, thấm hút rất là mạnh. Bây giờ mình xin mời các bạn xem. Miếng dán này có độ mỏng là 0,03 mm. Nên là các bạn có thể thoải mái dán trực tiếp vào nách mà không sợ bị khó chịu. Nó sẽ thấm hút mồ hôi rất là nhanh. Trong mỗi một hộp này gồm có 10 miếng. Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất được yêu thích tại Nhật Bản. Đó là sản phẩm khử mùi hôi nách của Rip. Đây là hàng chính hãng của Nhật Bản. Đây là hàng mà rất được các công dân ở Nhật Bản ưa chuộng. Đây là mã của Made in Japan. Các bạn có thể truy cập vào trang web ở đây để biết thêm thông tin chi tiết. Đây là mã vạch của sản phẩm. Đây là sản phẩm trong suốt, dán trực tiếp vào nách, có sức hút rất là mạnh. Đây là sản phẩm mà được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, thấm hút rất là mạnh. Bây giờ mình xin mời các bạn xem. Miếng dán này
có độ mỏng là 0,03 mm, nên là các bạn có thể thoải mái dán trực tiếp vào nách mà không sợ bị khó chịu. Nó sẽ thấm hút mồ hôi rất là nhanh. Đây. Trong mỗi một hộp này gồm có 10 miếng. Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất được yêu thích tại Nhật Bản. Đó là sản phẩm khử mồ hôi nách của Rip. Đây là hàng chính hãng của Nhật Bản. Đây là hàng mà rất được các công dân ở Nhật Bản ưa chuộng. Đây là mã của Made in Japan. Các bạn có thể truy cập vào trang web ở đây để biết thêm thông tin chi tiết. Đây là mã vạch của sản phẩm. Đây là sản phẩm mà có... Đây là sản phẩm trong suốt, dán trực tiếp vào nách, có sức hút rất là mạnh. Đây là sản phẩm mà được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, thấm hút rất là mạnh. Bây giờ mình xin mời các bạn xem. Miếng dán này có độ mỏng là 0,03 mm, nên là các bạn có thể thoải mái dán trực tiếp vào nách mà không sợ bị khó chịu. Nó sẽ thấm hút mồ hôi rất là nhanh. Đây. Trong mỗi một hộp này gồm có 10 miếng. Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất được yêu thích tại Nhật Bản. Đó là sản phẩm khử mồ hôi nách của Rip. Đây là hàng chính hãng của Nhật Bản. Đây là hàng mà rất được các công dân ở Nhật Bản ưa chuộng. Đây là mã của Made in Japan. Các bạn có thể truy cập vào trang web ở đây để biết thêm thông tin chi tiết. Đây là mã vạch của sản phẩm. Đây là sản phẩm mà có... Đây là sản phẩm trong suốt, dán trực tiếp vào nách, có sức hút rất là mạnh. Đây là sản phẩm mà được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, thấm hút rất là mạnh. Bây giờ mình xin mời các bạn xem. Miếng dán này có độ mỏng là 0,03 mm, nên là các bạn có thể thoải mái dán trực tiếp vào nách mà không sợ bị khó chịu. Nó sẽ thấm hút mồ hôi rất là nhanh. Đây. Trong mỗi hộp này gồm có 10 miếng. Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất được yêu thích tại Nhật Bản. Đó là sản phẩm khử mồ hôi nách của Rip. Đây là hàng chính hãng của Nhật Bản. Đây là hàng mà rất được các công dân ở Nhật Bản ưa chuộng. Đây là mã của Made in Japan. Các bạn có thể truy cập vào trang web ở đây để biết thêm thông tin chi tiết. Đây là mã vạch của sản phẩm. Đây là sản phẩm mà có... Đây là sản phẩm trong suốt, dán trực tiếp vào nách, có sức hút rất là mạnh. Đây là sản phẩm mà được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, thấm hút rất là mạnh. Bây giờ mình xin mời các bạn xem. Miếng dán này có độ mỏng là 0,03 mm, nên là các bạn có thể thoải mái dán trực tiếp vào nách mà không sợ bị khó chịu. Nó sẽ thấm hút mồ hôi rất là nhanh. Đây. Trong mỗi một hộp này gồm có 10 miếng. Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất được yêu thích tại Nhật Bản. Đó là sản phẩm khử mồ hôi nách của Rip. Đây là hàng chính hãng của Nhật Bản. Đây là hàng mà rất được các công dân ở Nhật Bản ưa chuộng. Đây là mã của Made in Japan. Các bạn có thể truy cập vào trang web ở đây để biết thêm thông tin chi tiết. Đây là mã vạch của sản phẩm. Đây là sản phẩm
mà có, đây là sản phẩm trong suốt, dán trực tiếp vào nách, có sức hút rất là mạnh. Đây là sản phẩm mà được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, thấm hút rất là mạnh. Bây giờ mình xin mời các bạn xem. Miếng dán này có độ mỏng là 0,03mm, nên là các bạn có thể thoải mái dán trực tiếp vào nách mà không sợ bị khó chịu. Nó sẽ cấm hút mồ hôi rất là nhanh. Đây. Trong mỗi hộp này gồm có 10 miếng.